bệnh đó các bạn, mình bị đau cổ họng rồi bị ghen tiếng nè. Rồi lúc nào mình không có ra clip, nhưng mà do các bạn yêu cầu nhiều quá, lại mình nên mình làm clip cho các bạn tham khảo đỡ buồn nha các bạn. Thì các bạn ráng cố gắng thông cảm nghe giùm mình nha các bạn. Cái tiếng không được tốt quá các bạn. À, hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn cái món hải sản sốt Hàn Quốc kiểu cay nha các bạn. Dạ, hôm nay mình sẽ giới thiệu, mình mới đi mua mực về nữa các bạn. Đây, mực rất là ngon các bạn. Tôm mình sẽ sốt kiểu Hàn Quốc cho các bạn tham khảo nha các bạn. Các bạn thông cảm cho mình nha, cái tiếng mình nó khao quá. Đau cổ họng quá các bạn, nói nghe không rõ. Thêm cải nè các bạn. Cải Đà Lạt nè các bạn, nè ớt chuông. Và củ hành nữa các bạn. Đặc biệt là mình có thêm cái món chén nữa nha các bạn. Xíu mình sẽ làm các bạn coi thử nha. Rồi ok các bạn ơi, bây giờ bước đầu tiên mình làm nha các bạn. Mình dùng bánh chén nha các bạn. Cái này cũng thể dùng bằng bột, nhưng mà mình dùng bánh chén nó ngon các bạn. Mình thấm ướt nha các bạn. Để tôm nó sống nó nhảy ra là. Các bạn làm cho ướt hết hai mặt, các bạn ướt nhiều quá nha. Sau đó mình cuốn lại, mình cắt cho các bạn coi nha. Nếu mình nói chuyện các bạn có nghe rõ được không? Đây, để ướt như thế này nha các bạn. Dùng thêm một tấm nữa nha. Làm tương tự như vậy luôn nha các bạn. Xong rồi lặp lại, lặp đều lại. Rồi mình cuốn như thế này. Nó mềm cái tầm này là mình cuốn được rồi các bạn. Các bạn nhớ mình cuốn như vậy, mình xếp như thế này. Cho chiếc chuỗi này nó có cái lỗ nè, lỗ khe nè. Để mình xào cho thấm gia vị nha các bạn. Đây, như thế này nha các bạn. Mình dùng kém cắt thử cho các bạn coi nha. Đây, mình cắt khúc ra tầm này nha các bạn. Đây, chứ vừa nó có lỗ như thế này. Nắp mình xào cho thấm gia vị. Một cuốn như cách làm tôi thường làm năm mà được nữa. Giờ tôm hồi nó đã chín các bạn, mình vớt ra nha các bạn. Bắt đầu mình vớt ra đi. Tí xíu mình lấy một mình tỉa thành cái bông bông cho đẹp nha các bạn. Tầm xíu mình. Rồi ok các bạn ơi, bây giờ mình đã xào xong bên đó các bạn. Bây giờ mình sử dụng cái phần bánh tráng mình chiên nha các bạn. Dầu mình đã bắt nóng sẵn nha các bạn, đỡ mất thời gian nha. Rồi giờ mình bỏ cái tráng mình chiên nha các bạn ơi. Các bạn nhớ gỡ cho đừng dính nha các bạn. Mình bỏ từ từ các bạn ơi. Nắm cục lại. Các bạn mình chiên này cho nó vàng nó giòn nha các bạn. Tí xíu mình bỏ qua đầu xào, mình có bạn các bạn có thể xào chung với đầu xào lúc nãy nha các bạn. Và là các bạn có thể để riêng mình ăn rồi ở ngoài nha các bạn ơi. Mình nghĩ xào thì thấm gia vị nó ngon hơn các bạn. Mình tự cho thích các bạn ha. Chén bây giờ mình chiên nó đã giòn nha các bạn. Tay nó đã giòn, dễ thử nó một cái đã giòn, mình đã nhìn giống cho nha các bạn ơi. Mình lấy cái này mình xào chung cái phần hồi nãy luôn các bạn cho nó ngon. Rồi các bạn mình muốn để riêng mình ăn thì mình ăn kèm cũng được nha các bạn ơi.
Ok các bạn ơi, mình đã vớt ra phần bánh tráng nha các bạn. Bây giờ mình bỏ chung phần này mình xào chung nha các bạn ơi. Cho gì nó thấm nha. Các bạn không thích ăn chung thì mình để ngoài nha các bạn. Mình nghĩ làm gì nó sẽ ngon hơn các bạn. Nó rất là bắt mắt nha các bạn. Còn nước sến nãy mình đem dĩ bạn nó tự ra rồi nha bạn đừng thêm nước nha. Thêm nước sẽ không còn ngon hết rồi. Đây các bạn trộn đều lên. Đây nó hòa quyện rất là ngon nha các bạn. Rất là ngon. Bánh chén mình chiên xong bỏ ở đây nó vẫn còn độ giòn nữa các bạn. Ok các bạn nhìn màu nó rất là ngon các bạn. Rồi các bạn ok các bạn, mình đã hoàn thành xong món nha các bạn. Giờ mình múc ra dĩa ăn nha các bạn. Gia đình mình có 3 người thì mình múc 3 dĩa nha các bạn ơi. Đây. Các bạn món này các bạn mình có thể ăn nhẹ ở nhà, các bạn có thể ăn chung với cơm cũng được nha các bạn ơi. Rất là ngon nha các bạn. Đây. Các bạn món này đáng lẽ ra nói là của Việt Nam chứ không phải của Hàn Quốc nha các bạn. Tại mình gia vị của mình đó các bạn không có đủ nên mình làm chỉ mang máng kiểu Hàn Quốc thôi nha các bạn. Chuyện nó lai lai rồi hết các bạn. Rất bắt mắt các bạn. Mấy khẩu vị này là mình phải làm cho nó cay nhiều các bạn, nó mới đúng kiểu Hàn Quốc nó mới ngon các bạn. Ok các bạn ơi, mình đã hoàn thành xong món rồi nha các bạn. Đây. Khá là ngon các bạn. Nhẹ quá ăn những chung với cơm những được nha các bạn. Các bạn ơi, hôm nay mình quay tới video tới đây mình tạm kết thúc tại đây nha các bạn. Nếu các bạn thấy kênh mình hay thì nhớ các bạn nhớ like và sub ủng hộ mình nha các bạn ơi. Đây. Mình cảm ơn các bạn nhiều nha.